viện là kho tàng kiến thức của nhân loại, là nơi con người nghiên cứu, tìm hiểu, học tập tất cả các lĩnh vực trên thế giới. Với không gian thoáng mát, tiện nghi, đầy đủ các thiết bị, là nơi vô cùng thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên đến để học tập, nghiên cứu và trao đổi những thông tin.